cộng đồng hướng dẫn viên từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Họ là những sinh viên ngành du lịch và những hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Họ cũng sẽ ngồi cùng với nhau và cùng bàn về những tâm trạng trong nghề của mình. Một ngành nghề mang lại cho chúng ta nhiều cảm xúc. Tất cả đều có mặt tại buổi offline hướng dẫn viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cuộc hội tụ đầy bất ngờ. Các bạn tham gia cùng chúng tôi vào ngày 20 tháng 9 năm 2017 được tổ chức bởi câu lạc bộ hướng dẫn viên Việt Rồ. Hãy đến và tham gia cùng chúng tôi.